2-0. Bàn thắng này làm cho chúng ta nhớ tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Trường. Cầu thủ U19 của câu lạc bộ Hà Nội đã nâng tỷ số lên 2-1 trong trận chung kết U19 diễn ra vào ngày hôm qua. Rất thú vị, rất thú vị. Một pha bấm bóng rất nhẹ nhàng. Điểm rơi của trái bóng thì không khác gì bàn thắng của Văn Trường cả.